nợ nần chồng chất, người ta đòi trốn không kịp, tiền đâu mà tao đi mua cho ông chứ? Cãi hả mày? Cãi mày? Đã là nợ, đủ là đủ, mày phải đi mua tao cho bằng được, bằng không thì tao đánh chết mẹ mày luôn á. Hả? Đi mua không? Ông ơi, tôi xin ông. Bà mẹ mày cãi hả? Mua không? Tôi kỳ hạn 24 tiếng đồng hồ sau ha. Nếu mà không trả được nợ tôi á, tôi nhận nước thằng chồng trước, rồi tôi xử con vợ sao? Ôi, mày dữ quá. Mang đợi. Thôi rượu rồi, ghé rượu mày mua cho tao một cây nữa. Mẹ đừng có sợ, có con ở đây, cha không dám quýnh mẹ đâu. Con dễ đâu. Ông, ngồi yên giùm tôi cái coi. Nước chảy xiết lắm đó. Con em đâu có phải Ngọc Hoàng đâu. Cha ơi, con với mẹ bơi không được đâu. Cha ngồi yên đi. Tại tôi dạy tôi ngu, cho nên tôi mới ở lại chờ ông đó. Ai bị mày ngu? Hả? Người ta đi cãi người ta, mình ở đây là đi chứ rượu, bắt bớ gì sợ? Hả? Mẹ hại con rồi, mẹ giết con rồi Thủy ơi. Hả? Có chết thì cả nhà mình cũng chết, con không có sợ đâu. Đó, mày nghe không? Tao đã nói chưa? Con dám chết, đó mày thấy chưa? Mày sợ vậy? Coi nè, coi nè, coi nè, coi nè. Ai vậy? Công an kiểm tra chứng minh nhân dân. Em ơi, công an người ta kiểm tra. Kiểm tra giấy tờ đi em ơi. Công an kiểm tra giấy tờ. Chú làm gì vậy? Em ác lắm. Tại sao vậy? Đi đâu vậy? À, chú làm gì vậy? Tại sao để anh chờ lâu quá vậy? Chú. Hả? Chú làm cái gì vậy? Chú tới chú kiểm tra. Kêu bằng anh đi. Chú kiểm tra thì chú buông tôi ra. Chú làm gì chú nắm giò tôi vậy? Buông ra cho em chạy hả? Chú mà làm bậy tôi la lên luôn. Cái gì? Chú mà làm bậy hả? Làm phải trúng chứ sao làm bậy được. Bắn người ta, bắn người ta của tôi với. Phòng trọ đây ế lắm, đừng có la. Có la cũng ai thèm nghe. Mày dữ hả? La hả? La hả? Bớ người ta. Bớ người ta có người định hiếp tôi. Bớ người ta có người định hiếp tôi. Buông tôi ra. Mày yên tâm đi, tao hiếp mày trước tao mới ăn mày sao? Chú ơi, con lại chú. Chú, con còn nhỏ dài lắm. Chú tha cho con một lần đi chú. Con lại chú mà chú. Mày nhỏ dài. Ê, mày còn nhỏ dài tao mới khoái. Chứ mày già như vợ tao, tao chán dữ lắm rồi. Ngoan ngoãn đi, anh cho tiền về nuôi cha chú. Mẹ đi, ngoan ngoãn đi mà. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Ba, buông người ta. Mày đứng. Mày đứng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả? Uống phạt hả mày? Hết sức rồi hả cưng? Hết sức rồi hả? Hết sức rồi hả em? Cái ba, từ từ thôi, đợi chị với. Em làm gì vậy? Bé ba. Bé ba. Mỏi mệt quá à. Em có nghe chị kêu không? Trời ơi, chị kỳ lắm á. Ai mượn chị mua trái cây làm chi vậy? Nãy chị không thấy hả? Bà tính đánh em á. Em nghe chị nói được không? Nói vậy nó đại đi. Người ta nói một câu nhìn chín câu lành. Em cứ ào ào như vậy à. Trên đây mình đâu có quen biết ai đâu. Lỡ có chuyện gì thì sao? Chị thấy hồi nãy bà có nhìn em không? Bà còn sang tá lên, bà tính đánh em nữa. Chị thấy. Bởi vì chị mới nhắm mắt mua đại đó. Nếu không sao chị em mình yên thân về được tới đây? Trời ơi, biết rồi, biết rồi. Quá à. Ê, chị. Hả? Hồi nãy á, cha chủ với con ngồi đây chắc coi tivi nè. Giờ tivi còn mở chả đâu rồi? Bé ba ơi, có khi nào? Em nghi lắm à. Nhanh lên chị. Thủy ơi. Thủy ơi, Thủy. Thủy ơi. Thủy ơi, Thủy. Mở cửa ra. Thủy. Thủy à, mở cửa ra cho chị đi. Thủy. Mở cửa cái mày. Thủy à. Thủy. Em làm cái gì vậy? Tránh ra để em. Trời ơi, hả? Thôi. Trời ơi. Thôi, sao mẹ? Ông làm gì bạn tôi? Hả? Không có, tôi đâu có làm gì đâu. Em có sao không vậy? Thế mà, tôi làm gì hả? Không làm gì mà nó mắng mẹ không hả? Không, tôi làm gì hết là hỏi nó coi, tôi bị... Thôi, ba, con người bé. Tôi
tỉnh lại đi. Trời ơi, ai thằng nào con nào biến thái vậy? Đây nào biến thái vậy, nói chuyện đi, xinh đẹp nó cho. Đây nè. Mày hả? Mày trời đất ơi, chị ơi, ơi. Em sợ chị. Trời ơi, cái gì mà báo ngoe không vậy nè? Ông làm cái gì trong phòng đó hả? Tôi bị quan mà. Ông quan cái gì? Ông sợ là cái đau. Mà buông cái lỗ tai tôi ra tôi mới nói được chứ. Nói lẹ coi, có chuyện gì? Khốn nạn mà. Bà nghĩ coi á, nào giờ tôi sống với bà mấy chục năm nay, bà biết tánh chồng bà mà. Tôi là một người chồng mẫu mực, tôi là một người chồng liêm chính, tôi là một người chồng đàng hoàng. Ông là người bệnh hoạn, là người biến thái á thì có. Mày câm miệng mày, chồng tao chưa nói hết mà nhảy vô họng chồng tao hả? Nín, ông nói coi cái gì? Anh bị tụi nó hại á. Nó hại ông sao? Nhỏ này nó dụ anh. Trời ơi. Ví dụ anh nó nói bỏ em đi về sống chung với nó. Trời ơi. Mấy nhỏ này là gái làm tiền đó em. Mấy nhỏ này nó hại tặc không á. Ông kia ông đừng có ngậm máu phun người nha. Ông á hại người, ông hại bạn tôi á thì có. Nè, con kia, mày ăn nói cho đàng hoàng nghe mày. Mày vừa phải thôi nghe mày. Hả? Tôi nói vậy. Chồng tao biết nghe mày. Hồi xưa tới bây giờ á, ổng là người hiền nhất trong cái xóm này. Chồng tao biết tháng nào vợ chồng tao cũng đi chùa. Còn con kia ổng còn không hại. Mày nói hại bạn mày là sao mày? Đúng rồi. Hả? Ông là một người như vậy đó hả? Người lớn mà ăn nói vậy sao? Ông hãm hại bạn tôi mà còn nói mình tốt như vậy nữa hả? Cô đừng ngậm máu phun người nghe. Cô không tin, cô hỏi là bạn cô coi, coi tôi có làm gì cổ không? Ông á nha, ông đừng có hả, muốn gì nói đó nha. Ông coi chừng á, trời đánh cái rầm cái chết hết cả lũ nhà ông á. Ê, cái con quỷ nhỏ kia, mày câm cái miệng lại cho tao hả? Mày rủa ai hả mày? Mày đừng có thấy chồng tao hiền, ý là có mặt tao ở đây mà mày còn thiếp ổng như vậy hả mày? Hả? Bà với chồng bà cũng đồng ý giống y chang nhau à, hai người giống y chang nhau à. Y chang là sao hả? Không có nói nhiều, cái đám này mày ha, tụi bay a tòng với nhau dụ dỗ chồng tao hả? Tưởng đâu trẻ trung dụ dỗ được chồng tao hả? Hả? Bà với chồng của bà không đồng hại tụi tôi thì có. Nói cái gì vậy chứ? Chồng chị là người đòi bại đã hãm hại em tôi mà chị còn binh nữa hả? Chị có biết phải trả lại gì không? Mày đừng có tin nó. Con nhỏ này thấy nó nhỏ tưởng nó hiền lành chứ nó nói xấu mình không á. Con này hả? Nó nói chú dễ thương, chú hiền lành mà sao chú con còn vợ giống như cò ma vậy đó. Trời ơi. Nó còn nói tối chú nằm với vợ giống như là cương thi vậy đó. Trời. Nó xuống nó xuống ba đứa nó xuống anh bỏ em đi để về vậy? Sống chung với tụi nó đó. Con biết miệng chưa? Cái đầu độc ác, tôi phải la lên cho mọi người biết, mọi người vô giành mặt hai vợ chồng ông bà. Nín. Nín. Con người ta cắm miệng chưa? Đắp mày bây giờ đó. Mày yêu cái miệng mày để cho mày. Tao giả cái miệng mày bây giờ đó. Vừa ăn cướp vừa la làng hả? Chứa tụi bay ở đây á có ngày mang quạ. Mày tin không? Tao kêu một tiếng tụi nó tới chặt banh xác tụi bây giờ á. Cuốn khói ra khỏi nhà tao liền. Cuốn gọn ra khỏi nhà tao liền. Trả tiền lại cho tụi tôi. Tại sao tụi tôi phải đi chứ? Tụi tôi đã đưa chị tiền nhà 5 ngày rồi. Bây giờ muốn tụi tôi đi, chị phải trả tiền lại đi. Tao không trả mày làm gì tao hả? Tao bây giờ nè, tao nói tụi bay biết trước nha. Tụi bay còn nắng ná đây á, đừng có trách tao không nể tình nha. Thấy chồng tao hiền dụ dỗ còn đổ oan cho chồng tao hả? Cái mặt tụi bay á, từ đầu tao đã nghi ngờ lắm mà. Cho tụi bay 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ thôi nha. Không dọn ra khỏi nhà tao á hả, tao nắm đầu tao lôi ra sông đó nha. Nhịn. Tôi nhịn mà nãy giờ nghe chưa? Mày im miệng mà nãy giờ. Mày làm gì tao? Mày không có tiền, tụi tôi không đi. Mày không đi hả? Tao thích mày không đi á. Tao điện thoại một cái là giang hồ kéo tới đây chém tụi mày banh xác. Mấy đứa con nít ranh mà mày đặt làm tàn hả? Cho mày hay nha, 2 tiếng đồng hồ thôi nha. Tao mà trở lại đây á mà còn một đôi dép á, tao cũng cho người chép tụi bay nữa. Còn ông nữa, đi về. Bụng bụng cái gì nữa? Nhớ nghe chưa? 2 tiếng đồng hồ ra khỏi nhà tao liền nghe chưa? Tức gì quá bà. Đẹp bà này mới được. Thôi em Thủy. Nên đi em. Ê, mày đi đâu vậy? Đi qua đường chứ đi đâu? Thấy ghê quá mày ơi. Thôi đi trên đây đi. Đi. Hả? Xuống đi, không sao đâu. Trời ơi. Bây giờ mày đứng đây phải không? Trời ơi. Tao đi. Hết. Đi đi theo tao. Bỏ tao đây luôn hả? Đi. Từ từ thôi, không sao đâu. Ghê quá mày ơi. Đi, không sao đâu sợ. Nhát như bò đế vậy. Đi. Lẹ vô. Dám nhìn luôn á. Ghê quá. Đó. Qua đường rồi thấy không? Trời ơi mày nhắm mắt hoài vậy? Mở mắt ra. Tới chưa? Tới rồi. Đó. Mở mắt ra. Trời đất ơi. Mày sợ mà mày nhắm mắt hả? Mày làm á, ta tưởng đâu tao dắt mụ đi sinh đó. Mở mắt ra, nhìn thấy ghê lắm mày ơi. Ở đây xe nhiều quá,
lỡ đụng mình chết rồi sao? Tía má tao chỉ có mình tao thôi đó, đụng chết không nói gì, đụng sức tay gãy gọng về làm khổ bả thêm nữa. Ăn nói xui xẻo không? Tao thấy ở trên này khó hơn dưới quê mình đó nha. Thà dưới quê mình chèo ghe nó an toàn. Mày chửi tao, mày làm gì mày đứng như thẳng như trâu vậy? Tao đừng có tao mày rung nha. Hồi hộp. Hồi hộp cái gì? Tao lo không biết gặp Tuyền có vui vẻ hay không nữa nè. Không. Sao vậy? Tại nó đâu có thương mày đâu. Nó đâu có thương mày, bởi vậy nó đâu có vui. Tao nói cho mày biết nha, con Tiền nó không có thương mày đâu. Mày lên trên đây rồi nè, mày kiếm nhỏ gái Sài Gòn mày thương đi. Ê mày đính nha, tao giọng vô mặt bây giờ nha. Xin lỗi mày nha, tao lỡ lời. Mày đừng có giận tao nha. Mày làm gì mày run dữ vậy? Sao không run? Tao sợ mày giận tao. Sao vậy? Kể từ bây giờ đó, lên đến trên này rồi, mày nói gì tao cũng nghe lời mày hết. Con chó đi ngang mà mày nói là con vịt, tao cũng đâu dám cãi lời đâu. Mà sao vậy? Mày bỏ tao làm sao? Ai dẫn tao đi? Bây giờ mày không tin tao bỏ thiệt nè. Ê, rách áo. Ê, thằng quỷ này, mày đừng bỏ tao mà. Cái thằng này buông ra, rách áo. Thôi đừng có buồn nữa em. Có chị với bé ba ở đây rồi, không sao nữa đâu. Chị ơi, em sợ quá. Hay là chị dẫn em về quê nha chị. Thôi, em đừng có sợ. Có chị với chị Liên ở đây bảo vệ em rồi. Gia già mất dịch đó hả, không dám làm gì em nữa đâu. Nhưng mà em sợ lắm, em muốn về quê. Coi như là dạng sự khởi đầu nan đi em. Chứ tụi mình mới lên đây à, giờ về quê lỡ người lớn hỏi chuyện rồi mình biết nói làm sao. Sài Gòn không có như em nghĩ. Em thà ở dưới quê hái sen còn hơn á chị. Còn mùa sen cạn sao? Không lẽ giờ đi mò cua bắt ốc? Mà cua với ốc giờ nó bị thuốc từ sâu diệt chết hết trơn rồi. Rồi tới mùa nước nổi, nhà cửa mình nó tan hoang. Rồi tiền đâu mình xây nhà mới? Rồi tiền đâu hả mình sửa chữa? Thủy, nghe chị hỏi nè, ước mơ của em là gì? Em ước mơ em sẽ xây được một ngôi nhà cho gia đình em tránh lũ. Còn cha em thì bỏ rượu không đánh đập mẹ em nữa. Với lại em muốn có một số tiền để trả tiền nợ cho bà Lợi. Đó, cái số tiền đó không phải là từ trên trời rớt xuống. Mà em muốn có thì em phải cố gắng em làm thì nó mới có được. Hiểu không? Hiểu. Nhưng không? Nhưng mà em vẫn muốn về quê à chị ba ơi. Thủy ơi. Thôi được rồi em... bé ba. Thủy nè, nãy giờ những gì mà chị với bé ba nói chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng mà em vẫn khăng khăng muốn bỏ về quê. Thì thôi, tụi chị không ép nữa. Ngày mai em cứ về đi nha. Nhưng mà em về một mình hả chị? Chứ còn gì nữa. Trong đám tụi mình á, không có ai mà từ bỏ ước mơ nhanh như em đâu. Vậy thôi, về một mình em không về đâu. Thấy, chị biết á là em hay khóc nhè. Nhưng mà em là đứa mạnh mẽ lắm chứ không phải là đứa yếu đuối. Em coi chị ba em nè. Chị á hả, chị khỏe như là một con trâu vậy. Sức làm của chị hả, bằng gấp 2, gấp 3 người ta luôn á. Chị bảo đảm với em, trên cái đất Sài Gòn này hả, thế nào chị cũng sẽ tìm được một công việc có lương cao. Khi mà chị có tiền rồi ha, chị sẽ cho em hết để em gửi về cho cha mẹ em, hiểu không? Em cảm ơn lòng tốt của chị. Nhưng mà nhà chị với nhà em cũng đâu có khác gì nhau đâu. Chị với chị Liên cũng nghèo như em thôi. Với lại mọi người còn phải đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình nữa. Em đừng có nghĩ như vậy. Ôi em ơi, má chị hả với bà Mười hả sống đơn giản lắm, đúng không chị? Ừ. Em á là người có trách nhiệm với cha mẹ em nè. Hứa hả là em sẽ xây nhà lầu, mua xe hơi. Cho nên giờ mình là bạn tốt, mình phải nhảy thôi, đúng không chị Liên? Đúng rồi đó em. Mà chị nói nè, chị thấy á là em cần phải mạnh mẽ lên. Ừ. Nhiều khi vì tính yếu đuối của em mà người ta mới ăn hiếp em đó. Ừ, chị thấy hả, bây giờ em phải xù lông ra như một con nhím. Đứa nào lảng quảng hả là em bắn nó. Hiểu không? Đúng rồi đó. Dạ, em nghe lời hai chị mà. Ủa, sao giờ bà nội tém chưa về nữa?